Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chữ thiền đã văn tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tâm trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thành tài chúng con tọa minh hạnh, kính bạch chư tôn đức đại chúng. Bài học hôm nay giáo trình Thắng Pháp Bảo Hí Đa Ma, khi cho đạo biên soạn bài 42 thuộc tánh tịnh hảo. Chúng con cung thỉnh thượng tọa thiền sư từ bi dẫn nhập bài học. Nam mô Bổn Thầy. Kính đảnh lễ Đức Phật, kính đảnh lễ giáo pháp, kính đảnh lễ chư tịnh vân đệ tử Phật. Kính chào thượng tọa giác đẳng, thượng tọa minh hạnh, đại đức Phật Tích, Đức Tự Tri. Thân chào tất cả quý tu nữ, quý Phật tử. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học về thắng pháp Abhidhamma. Chúng ta đang học về 52 thuộc tánh của tâm, hay gọi là tâm sở Chetasika. Vừa qua chúng ta đã học xong 13 tâm sở tợ tha và 14 tâm sở bất thiện. Hôm nay chúng ta học đến tâm sở tịnh hảo. Và hôm nay chúng ta cũng chỉ giới thiệu về ý nghĩa ở thuộc tánh tịnh hảo, chứ chúng ta chưa có đi vào chi tiết từng thuộc tính trong 25 thuộc tính tịnh hảo. Bây giờ thì xin mời Lâm Dầu Nguyệt đọc cho chính văn bài học, sau đó sẽ cùng thỉnh thượng tọa giác đẳng thuyết giảng bài học. Nam mô Bổn Thầy. Nam mô Bổn Thầy Giá Sa Thứ Lành Thầy. Chúng con kính tri ân từ Tịnh Đế Siêu đã dẫn nhập bài học ngày hôm nay, bài 42 thuộc tánh tịnh hảo. Bây giờ con xin đọc phần chánh văn. Tịnh hảo, Sopana, trong thắng pháp nghĩa là tốt, bao gồm tốt nhưng chưa hẳn đủ để gọi là thiện, mà tốt cũng có thể gọi là vượt trên cả cái thiện. Nói cách khác, cái tốt ở đây có thể là trạng thái của một người đang làm việc với sự khéo léo của tay nghề, hay một người hảo tâm giúp đỡ những kẻ đau khổ. Cũng có thể là cái tốt trong tâm tư một vị A-la-hán đã vượt khỏi thiện ác của nhân sinh. Như vậy, phải hiểu tịnh hảo
là cái tốt phổ quát, chứ không là cái thiện, thường được hiểu theo lý giải thông thường. Có bốn nhóm thuộc tánh tịnh hảo. Nhóm tịnh hảo biến hành gồm 19 thuộc tánh, nhóm giới phần gồm 3 thuộc tánh, nhóm vô lượng phần gồm 2 thuộc tánh, nhóm tuệ phần chỉ có 1 thuộc tánh. Từ định nghĩa vĩ mô đến sự biểu hiện nổi trội, một điểm được nhắc đi nhắc lại nhiều lần khi đề cập đến ý nghĩa các thuộc tánh là cần hiểu theo cách nói vĩ mô. Những trạng thái như tính, niệm, tàm, quý, khi được định nghĩa thường là theo cách nói đại loại, nhưng tính là đức tin ở tam bảo. Nghiệp quả, nhưng khi nói tính là thuộc tánh, thì đơn thuần là niềm tin có thể ở mức độ phôi thai nhất. Ví dụ trong hạt cải nhỏ, đã có những yếu tố quyết định về màu sắc, hương vị, dáng dấp của cây cải sau này. Giai đoạn phôi thai đó tưởng tượng như một công thức bí mật cho đến sau này mới thành cây cải lớn theo thời gian mới phân định rõ. Nên hiểu là những thuộc tánh khi lớn mạnh có thể là những thiện pháp, nhưng khi ở giai đoạn phôi thai thì chỉ là những tố chất vi tế. Có những phối ngẫu vượt ngoài sự tưởng tượng thông thường. Trong cách hiểu bình thường thì tính và niệm, tham và quý, vô tham và vô sân thường được hiểu rất riêng biệt. Thế nhưng khi là thuộc tánh thì những tố chất này lại hòa quyện nhau, tạo thành một thứ tâm đẹp. Đây là thách thức lớn cho người quen học Phật qua kinh tạng. Cứ lấy thí dụ đã từng đề cập nhiều lần. Màu gốc chỉ có 4 là màu xanh, vàng, đỏ, trắng. Nhưng lấy những màu này pha lại sẽ tạo thành những màu tím, màu cam mà một người không học hội quả khó tưởng tượng được. Cái tốt căn cội với cái tốt hành động. Một khía cạnh khác tương đối khó hiểu là sự khác biệt giữa hành động thiện và thuộc tánh tịnh hảo. Hành động là sự biểu lộ hay bộc phát, vốn là sự kết hợp của nhiều nhân tố. Còn thuộc tánh chỉ là căn bản, chỉ là bản chất căn cội. Thí dụ, trong hành động thì sự tu giới, tu định, tu tuệ, riêng biệt. Nhưng khi nhìn từ góc độ căn cội, thì 8 chi đạo có thể phát sinh cùng lúc trong tâm đạo. Không nên hiểu những pháp trong thuộc tánh như tính, niệm và quý là những thiện pháp được thể hiện qua thân, khẩu, ý, vốn được nói nhiều trong kinh tạng. Những tố chất làm tốt nội vụ. Một khía cạnh thú vị khác về các thuộc tánh tịnh hảo là có những thuộc tánh đóng vai trò nội vụ, tức là làm tốt cho các tâm và thuộc tánh đồng sanh. Đó là những thuộc tánh tịnh tánh, tịnh tâm, khinh tánh, khinh tâm, nhu tánh, nhu tánh, thích tâm, thuần tánh, thuần tâm, chánh tánh, chánh tâm. Những thuộc tánh này khi đào sâu sẽ cho thấy một khía cạnh rất lợi lạc về bài học của pháp tự nhiên mà ở đây được Thắng Pháp trình bày. Ngữ và nghĩa. Thuật ngữ Sopana được Ngài Tịnh Sự dịch là tịnh hảo và Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch là tịnh quang. Chữ tịnh hảo lấy theo nghĩa, chữ tịnh quang lấy theo ngữ. Đẹp là vì tốt gọi là tịnh hảo, đẹp vì sáng gọi là tịnh quang. Cả hai từ này đều mới trong thuật ngữ Phật học Hán Việt. Nên cẩn thận, nên hiểu với sự phân biệt giữa tâm và thuộc tánh. Nói đến tâm là tổng hợp của 4 danh quẩn, thọ, tưởng, hành, thức. Nói đến thuộc tánh thì nói riêng lẻ về thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn. Giống như nói nồi canh chua khác với me chua. Thuộc tánh, tính, nên hiểu khác với tính tâm. Không phân định tạo nên sự lầm lẫn mà ngay cả các vị giảng sư cũng thường mắc phải. Thắng Pháp, nếu hiểu luôn tuồng, dễ sanh ngộ nhận. Phần hình ảnh minh họa, hình ảnh minh họa, hôm nay có 2 hình ảnh. Một hình ảnh phân chia 52 thuộc tánh và một hình ảnh ở thuộc tánh tịnh hảo. Mời quý gia hữu vào link để xem. Điều đã nói và điều sắp nói, bài học trước là thuộc tánh hung phần nghi phần, bài học tiếp theo sẽ là nhóm thuộc tánh tịnh hảo biến hành phần 1.
chánh văn đến đây là chấm dứt. Chúng con cũng thỉnh thần tòa giác đẳng từ bi giảng dạy bài học là một bên này nha. Nam mô Bụt Thầy. Kính đại lễ chư Thật Thầy Sư, đại lễ chư Tôn Đức Thượng Trọng, tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, hôm nay trong giáo trình Tịnh Thắng Pháp, chúng ta bước qua một cái phần khác, phần thứ ba của các thuộc tánh của tâm. Các thuộc tánh ở đây cũng nhắc lại là từ xưa chúng ta hay gọi là tâm sở, và Ngài Hòa Thượng Trình Sự thì Ngài gọi là sở hữu tâm, và trong giáo trình thì chúng ta gọi là thuộc tánh. Thì chúng ta đã học về thuộc tánh tờ tha, rồi thuộc tánh bất thiện, rồi thuộc tánh tịch thảo. Như chúng ta đã được nghe đó, thuộc tánh tờ tha đó, khi mà đi với thiện thì trở thành thiện. Ví dụ như tâm mà đi trong các cái danh pháp thiện thì tâm đó là thiện, mà tâm đi trong bất thiện thì đi với bất thiện, gọi là tờ tha. Rồi giống thứ hai, cái loại thứ hai chúng ta gọi là thuộc tánh bất thiện. Bất thiện là không tốt, không đẹp. Thì có 14 thuộc tánh bất thiện mà chúng ta vừa học ở trong mấy tuần lễ qua. Riêng về cái giống thứ ba thì chúng ta nghĩ rằng nó phải đối lập với thuộc tánh bất thiện. Tức là nếu mình nhìn vào cái biểu đồ chư pháp đó, thì ở trên là tại tha, ở kế là bất thiện, ở dưới phải là thiện, nhưng không. Ở dưới không gọi là thiện, mà ở dưới là gọi là tịnh thảo, sư phát đắc. Chữ tịnh thảo ở trong Thắng Pháp mang một ý nghĩa tương đối rất là đặc biệt. Và chúng ta không thể vội vã gọi là thiện được. Cái chữ thiện, cái cú xá lá ở trong cái Thắng Pháp, nó còn có một cái ý nghĩa rất là quan trọng là tạo quả an lạc, hay tạo quả vui, tạo tốt. Nhưng mà chữ sofana là tịnh thảo thì không nhất thiết là có quả vui, quả tốt. Nó chỉ là tốt thôi, chỉ là tốt chứ không nhất thiết tạo quả tốt. Thí dụ như tâm quả thì không tạo quả, hay tâm tư khắp giả hắn không tạo quả. Thật ra ở trên đời này có những cái tốt mà nó lại không để lại một cái hệ quả gì khác, và do vậy dịch là tịnh thảo. Như quý vị nghe trong phần ngữ và nghĩa đó, thì Ngài Tịnh Sự, Ngài dịch thế sẽ lấy theo nghĩa, Hòa Thượng Minh Châu lấy theo ngữ, từ ngữ. Sopada nghĩa là chối sắc, và Ngài dịch là tịnh quan, và Ngài Tịnh Sự dịch là tịnh thảo, là cái gì tốt. Dạ, tốt, chối sắc, thì cả hai đều là ý nghĩa của cái nhóm thuộc tánh này. Thì thưa quý vị, những cái thuộc tánh mà chúng ta sẽ học tiếp theo thì gồm có 25 thuộc tánh. Ở trong đó có 19 thuộc tánh thuộc về là tịnh hảo biến hành, là có mặt ở trong tất cả tâm tịnh hảo. Rồi 3 thuộc tánh thuộc về giới Phật, 2 thuộc tánh về vô lượng Phật, và 1 thuộc tánh thuộc về tuệ Phật. Thì ở trong 25 thuộc tánh này đó, thì chúng ta có thể tạm gọi trong danh từ ngày hôm nay gọi là tố chất. Và tố chất tức là những cái chất liệu tốt đẹp. Và do lý do này hay lý do khác đó, thì không phải trong tịnh thảo nào cũng có đủ 25 tố chất, 25 thuộc tánh tịnh thảo biến hành đó, mà chỉ có 19 thuộc tánh là có mặt ở trong tất cả trong tịnh thảo. Còn lại đó thì giới phần, vô lượng phần, và tuệ phần đó, thì có chỗ có tâm có tâm không,
Rồi, tuần tới chúng ta sẽ học về tịnh hảo biến hành. Nhưng mà cái nhóm tịnh hảo biến hành thì có tới 19 tịnh hảo biến hành. Do vậy chúng ta sẽ chia ra 3 phần khác nhau. Để phần 1, phần 2, phần 3. Để ra nó là dài nhất, cái nhóm lớn nhất. Trước đây chúng ta có những nhóm như là tự tha biến hành thì có thứ 7 là nhiều nhất. Bây giờ chúng ta lại có nhóm tịnh hảo biến hành thứ 19. Thì nếu chúng ta trước khi đi vào bài học này thì phải trở lại với một số cái khái niệm. Và cái khái niệm này đó, nó là một sự phân định rõ ràng giữa cái hiểu bình thường của chúng ta, hay cái hiểu theo thường thức hoặc cái hiểu theo kinh tạng, so với thắng pháp tạng. Thứ nhất là chúng ta nhắc lại một lần nữa là khi mà nói đến thuộc tánh của một tâm thì chúng ta nói đến cái gì gọi là vĩ mục, nói cái gì rất là nhỏ nhặt, nhỏ nhiệm, rất là tế nhị, rất là sâu kín. Tế nhị như là một hạt cải, một hạt mè, hay là DNA. Ngày nay cái môn học mà chúng ta gọi là tế bào học đó, thì ở trong đó có những cái ghi nhận rồi. Trong những cái tế bào DNA đó, thì thưa quý vị, nó đã mang những cái đặc tính tạo thành bệnh di truyền, nó tạo thành một người siêng năng, người lười biếng, một người nhậm lẹ, hay là người bị autism. Thậm chí ở trong tương lai người ta nói rằng do cái sự khám phá càng ngày càng nhiều đó, thì trong một tế bào người ta có thể tìm thấy được những dấu hiệu di truyền của bệnh tim, của bệnh tiểu đường, của nhiều thứ ở trong tế bào rất nhỏ. Thì thưa quý vị, những cái dạ, quý vị qua khỉ chờ chúng tôi một chút nha. Hello. Hello. Yes, how can I take? Yes. Dạ. Yeah. Pháp Luân Buddhist Culture Center, can I take? Yes. Dạ. Yeah. How many monks you come over for Sankatina today, Pante? All right, Pante. Okay, I'll see you then, Pante. Yeah. 10 o'clock, Pante. Yeah. We need to have some preparation, actually, preparation for the Sankatina at 10:30. So Fante Sumangala will also come with you. Oh, okay, good, Fante. Yeah, I'll see you then, Fante. I'll see you. Yeah, thank you, Fante. Yeah. Yeah, xin lỗi với chị Tùng Đức và quý Phật tử. Hôm nay thì là ở chùa có đại lễ y nên chị hơi bận một chút. Bây giờ chúng ta trở lại điều mà chúng ta vừa nói đó là khi mà mình học các thuộc tánh, dù là bất thiện hay là tịnh hảo, thì chúng ta phải luôn luôn nhắc rằng những thuộc tánh này nói về phương diện vĩ mô, tức là chúng ta nói về những cái phôi thai, những cái chất liệu mà nó có tất cả là phôi thai, chứ nó không phải là một sự biểu hiện, nó không hẳn là một sự biểu hiện mà lớn lao như là chúng ta thấy được hàng ngày. Ví dụ như là mình nói về si vô tàm vô quý phong nhật ở trong bất thiện, hay là ở đây chúng ta nói về tính niệm tàm quý vân vân, những điều đó nó ở mức độ phôi thai, thì ở mức độ phôi thai rất là khó tưởng tượng, rất là khó tưởng tượng. Chúng ta nói phương diện vĩ mô rất là khó tưởng tượng. Lấy một cái ví dụ như vậy là mình kể về một con người nào đó có cái đức tánh tự trọng, hay là có một cái quan điểm sống rất là đàng hoàng, hay là một tinh thần rất kiên nhẫn, thì cái đàng hoàng, cái tự trọng kiên nhẫn đó nó phải được thể hiện một cách rất là rõ ràng ở trong một cái sự cố xảy ra, ở trong một câu chuyện xảy ra, câu chuyện xảy ra đó
mình mới thấy đó là nhẫn nại, đó là đạo tính đàng hoàng, chánh trực, hay là một con người có những đặc tính là vô úy chẳng hạn. Nhưng mà thưa quý vị, những cái đức tính mà vô úy, hay là cái tính sống đàng hoàng, hay là con người biết nhẫn nại đó, nó đã có thể hiện ở cái tuổi nhỏ, tuổi còn nhỏ, ở một cái tính cách nào đó mà có thể nó quá nhỏ để chúng ta biết đấy. Ví dụ như vậy là có một bạn nhỏ khi mà đi học thấy một bạn khác học cùng lớp với mình mà yếu đuối, mà bị những người khác khiếp đó, và không có sợ, mặc dù mình nhỏ thật nhưng mình không sợ đứng ra binh vực. Cái sự binh vực đó của một cái học sinh còn nhỏ đó, nó không đủ để biết thành một cái câu chuyện lớn, nhưng mà điều đó nó cho thấy là đó là người đã sống khí khái, người đó sống có tinh thần hào hiệp, cho dù hồi còn rất nhỏ, rất nhỏ, một vài cử chỉ nhỏ thôi là không biết sợ người khác. Còn cái người mà chết giác sợ người khác thì có khi mà hồi còn nhỏ gặp chuyện gì cũng co đầu rút cổ, chứ không dám đương đầu. Trở đi đi sâu vào các cái thuộc tính của tâm đó, thì chúng tôi rất là ngại là quý Phật tử sẽ cố gắng để tán rộng cái ý nghĩa đó, tán rộng ý nghĩa đó. Và khi tán rộng ý nghĩa thì cái ý nghĩa đó nó trở thành một cách nói đại loại, một cách nói quy mô, mà nó vượt khỏi cái đó vĩ mô. Ví dụ như mình định nghĩa tính là gì, tính là đức tin ở Tam Bảo, tin ở nghiệp báo, đức tin ở giáo lý duyên khởi vân vân, thì cái đó không phải là sai. Nhưng mà cái đức tin đó nó đã trở thành một cái gì đó được thể hiện rất là rõ, rất là đậm nét, rất là bộc lộ ở bên ngoài. Ở đây thì cái thuộc tính của tính đó, nó không thể hiểu như vậy. Thuộc tính của tính hiểu như vậy thì chúng ta không hiểu được cái tế nhị, cái vi tế của thuộc tính đó. Thật ra chúng ta nhớ rằng nó có những cái tố chất á. Tố chất nó có cả hai phương diện, là tố chất từ ở trong cái gọi là lưu ở trong máu huyết, ở trong tế bào của mình, và cái tố chất đó được bộc bạch, được thể hiện ra bên ngoài. Và sự thể hiện đó nó đủ lớn để viết thành câu chuyện, nó đủ rõ chúng ta có thể nêu lên. Nhưng mà hai cái đó tuy nó là một đó, và tuy nó là một, nhưng mà nó rất là khác biệt. Nên về khi mà học Phật Thắng Pháp đó, người nào mà không có phân biệt được cái vĩ mô và cách nói đại loại quy mô đó, và cách nói vĩ mô đó, thì chúng ta thường có cái sự nhập nhằng, và có sự nhập nhằng giữa cái này cái kia. Thì chúng tôi lấy một cái ví dụ mà quý vị thường nghe, chúng tôi và Thượng Tọa Tuệ Siêu có đề cập đó, là chúng ta sang bên một quốc gia khác với nền văn hóa hoàn toàn khác với Phật giáo, và hoàn toàn khác Phật giáo, mà quý vị nhìn thấy một cái người như là quý vị sang bên Ý, sang bên Nice chẳng hạn, và quý vị thấy một cái người thợ, họ làm về thủy tinh, tức là họ thổi những cái chai, họ thổi những cái đồ bằng glass, bằng kính, bằng thủy tinh đó. Thì họ làm rất là khéo tay, họ làm rất là khéo tay. Thì nếu mà một vị học Thắng Pháp thì bị đến nói rằng cái tâm tư mà làm được một sản phẩm khéo tay như vậy đó, nó thuộc về tâm tịnh hảo. Dạ, thuộc tâm tịnh hảo. Và cái tâm tịnh hảo đó, nó có những thuộc tính như là tính niệm tàm quý. Ồ, cái sức kỳ vậy. Một cái người thợ mà làm bằng cái làm sống một người lớn lên trong nền văn hóa hoàn toàn xa lạ, không biết gì Phật giáo, mà làm một cái việc đó chẳng liên hệ gì với tinh thần, với tôn giáo hết, tại sao có tín niệm tàm quý vân vân. Thì quý vị, thật ra cái tín niệm tàm quý ở đó nó là thuộc tánh, nó là cái tố chất sâu kín mà chúng ta cần được hiểu. Chúng ta cần được hiểu theo một cách rất là nhỏ nhịp. Nhỏ nhịp. Nó là cái gì mà khi mà chúng ta đi vào trong từng thuộc tánh một. Ví dụ như tuần tới bắt đầu chúng ta học về thế nào thuộc tánh là tính, thế nào niệm tà quý, thì chúng ta sẽ thấy là
tên gọi như vậy, nhưng mà cái trạng thái căn bản của nó đó thì nó có thể tồn tại ở trong nhiều cái dạng thức khác nhau, và rất khó để chúng ta có thể tưởng tượng được. Dạ, có thể tưởng tượng được, tại vì chúng ta thường hiểu những danh từ này trong cách hiểu quy mô chứ không phải là vĩ mô, ở trong cách hiểu rất là rộng lớn, ở trong cách biểu hiện lớn chứ không phải là nhỏ. Nhưng mà rồi qua đó nó cho chúng ta một cái ý thức rất là đặc biệt. Chúng tôi có một lần đọc một quyển sách khảo cứu về trống đồng Ngọc Lũ, tức là nền văn minh chúng ta gọi là Đông Sơn ấy. Thì thưa quý vị, một cái đường nét đặc biệt của trống đồng Ngọc Lũ khiến cho chúng tôi trở nên rất là thích thú. Bởi vì trước đó nhiều năm đó, chúng tôi có dịp để đến cái viện bảo tàng ở Ấn Độ, là bảo tàng Saranath, bảo tàng ở tại vườn Lộc Uyển, nơi Đức Thế Tôn ngài chuyển pháp luân rồi. Thì tại viện bảo tàng này đó, họ còn giữ được một cái hình trụ đá của vua A Dục, gọi là Ashoka Pillar. Chúng tôi đi khắp thế giới mà có rất nhiều tác phẩm về nghệ thuật, nhưng mà chúng tôi phải nói rằng riêng về tác phẩm nghệ thuật gọi là đầu trụ đá vua A Dục Ashoka Pillar đó, thì chúng tôi phải nói nhìn thấy, mà chúng tôi đến bao nhiêu lần, mỗi lần đi Ấn Độ dẫn phái đoàn đều đến đó, và chúng tôi nhìn thấy không thú vị. Dạ, bởi vì sao vậy? Đó là một tác nghệ thuật được đặt cách đây 2.300 năm, về đường nét, về chiều kích cân đối, về cái bố cục, về ý nghĩa, tất cả mọi thứ nó đều toát lên một cái nét nghệ thuật, một cái tư tưởng đạo học, và đồng thời đối với sự quy dụng của chánh pháp vô úy mà chúng ta tới là trước đó cũng chưa từng có, và sau đó cũng chưa từng có cái gì khác hơn, đúng là vô tình khó hậu. Và một cái đầu trụ đá của A Dục. Dạ, quý vị quan hệ chờ một chút. Dạ. Hello. Hello. Dạ. Dạ. Cô có gì nói nhanh giùm tôi đang giảng hay chút thôi đó. Dạ. À, dạ, bây giờ cô Hoa Khỉ mang xuống hết với hội trường, lấy một cái bàn nào đã để với hội trường dùng. Dạ. Xin lỗi quý vị còn nghe được không? Dạ, xin hỏi quý vị còn nghe được không? Hình như trong phòng thóc quý vị không còn nghe. Dạ vâng. Thì thưa quý vị, nếu mà chúng ta chỉ nhìn vào cái trụ đá vua A Dục mà chúng ta nhìn sơ qua thì bất quá nó là một tác phẩm công phu, nhưng mà nếu chúng ta biết và chúng ta biết về Phật pháp đó, thì mỗi một chi tiết đó là nói lên một cái khía cạnh rất đặc biệt. Thí dụ như đầu trụ đá sư tử là tượng trưng cho sự vô úy của chánh pháp, và bánh xe pháp luân được tạc theo kiểu Ấn Độ, rồi có những cái con vật như là vô chúa, tuấn mã hay là ngư vương vân vân, tượng trưng cho Đức Phật. Dạ, Đức Phật, tượng trưng cho Đức Phật. Mỗi một cánh sen cũng có một biểu tượng của sự thanh tịnh giải thoát. Thì những chi tiết rất là nhỏ, có thể là nó lãng quên theo thời gian, hoặc giả là người ta chỉ nghĩ rằng đó là cái họa tiết của phù điêu. Nhưng mà chính những chi tiết nhỏ đó chuyên cử chở cả một cái nền học thuật, một cái nền văn hóa kỳ vĩ, cao siêu, mà nhiều khi chúng ta rất khó tưởng tượng hết. Ở trong đồng Ngọc Lũ mà nói lên nền văn minh Đông Sơn cũng như vậy.
Mặc dù trong là một lũ đó, thứ vì ở trên chỉ có những cái khoa văn được khắc lên một cách rất là nhỏ, rất là đơn giản, như của chim hồng, chim lạc, như là hình ảnh của những người giả gạo vân vân, nhưng mà cho chúng ta thấy một cái nền văn minh đông sơn, một nền văn minh nông nghiệp, và có một cái sự tiến bộ lớn về mặt xã hội. Và nếu chúng ta đọc những tài liệu bậc của những nhà khảo cổ, họ cho chúng ta biết, thì quả thật đó là một cánh cửa để cho chúng ta hiểu được cái nền văn hóa của người Việt thời cổ đại như thế nào. Và chúng ta thấy rằng quả là một nền văn minh rực rỡ, mang nhiều ý nghĩa khác nhau. Chỉ riêng về những cái họa tiết được chạm trên trống đồng Ngọc Lũ thôi, nó đã cho chúng ta bao nhiêu thứ. Thì ý chúng tôi muốn nói ở đây như vậy là một cái hình, một con chim cánh dài, cánh ngắn, đối với chúng ta thì nó được vẽ thô sơ lắm. Nhưng mà trong sự thô sơ đó đó, nếu mà chúng ta hiểu được tới thì nó chứa đựng cả một bầu trời, nó chứa đựng cả một cái bao nhiêu cái ý nghĩa quan trọng. Thì trong cuộc sống này, thưa quý vị, có những thứ mà chúng ta rất rất khó nghĩ, rất ít khi tưởng tượng được, và ở trong đó để cho chúng ta những cái tín hiệu rất lớn. Hoặc giả là có một lần chúng tôi được đọc về một tài liệu khảo cổ mà ở trong đó có một cái mẫu xương cũng là khủng long, và người ta nhặt mẫu xương đó, họ biết là cái đó là một cái xương quai hàm của một con khủng long. Và từ cái xương quai hàm đó mà người ta có thể lường định được nhiều, người ta lường định được nhiều thứ ở trong một cái mẫu xương khô, một mẫu xương nhỏ từ thời xa xưa, nhưng mà biết nhìn nó thì thứ gì ở trong đó nó là chứa đựng rất là nhiều cái mã số ghi về chiều kích, về cái thực phẩm mà con vật đã ăn vân vân. Mà khi chúng tôi nói bình thường như vậy, thật ra người ta sẽ nói dối. Làm sao mẫu xương khô như vậy mà biết là cái thực phẩm người ăn là gì? Thậm chí người ta nói rằng với những người học về tế bào học đó, họ có một cộng tóc hay là mẫu xương, người ta biết người đó bao nhiêu tuổi, đã có những cái bệnh trạng gì ở trong cuộc đời, đã ăn những thực phẩm gì vân vân. Thì cái đó nó thuộc về cái thế giới của cái mà chúng ta gọi là thế giới mà chúng ta gọi là vĩ mô. Vì chơi chúng vì vậy nếu mà khi chúng ta học vào trong thắng pháp á, mà chúng ta cứ quên hẳn đi điều này đi, và chúng ta quên hẳn đi cách nói vĩ mô và cách nói đại loại đó, thì chúng ta sẽ rơi vào trong một cái trường hợp. Cái trường hợp đó là gì? Trường hợp đó là chúng ta trộn cái này qua cái kia. Chúng ta định nghĩa một hồi đó, thì những điều ở trong tịnh hảo như là tính niệm tàm quý, vô tham, vô sân, vân vân, thì mình định nghĩa một hồi thì mình thấy ủa, sao mấy thứ này nghe cái nào nó cũng to chuyện, và nó cũng là khác biệt với nhau hết. Ghê sợ hổ thẹn khác với ghê sợ tội lỗi khác với hổ thẹn tội lỗi chứ. Hai cái đó đâu thể nằm chung một thứ được. Ghê sợ khác, khổ thẹn khác. Hay là tính khác, mình niệm khác. Hay là vô tham khác, vô sân khác. Bây giờ bất cứ những thứ này đều trộn với nhau thì rất là khó. Nhưng mà thứ vị không phải như vậy. Không phải như vậy. Và chúng ta được biết là ở trong Thắng Pháp đó, đề cập rằng những cái tố chất của hành quẩn đó, nếu mà nó ở trong một cái nó ở trong một mức độ phôi thai chứ, thì nó không có gì đáng kể. Nhưng mà khi mà nó lớn lên đó, thì nó rất là to chuyện. Như ở đằng sau chùa có một cây bưởi, cây bưởi lớn cho hoa cho cái đẹp như vậy. Nhưng mà chúng tôi nhớ rằng cái bưởi đó phát xuất từ ngày xưa, khi mà hòa thượng còn sinh tiền đó. Có một lần ngài đi xuống Phật A Thơ và người Phật tử họ đem, họ cúng cho ngài một miếng bưởi, và không phải hai ba miếng bưởi trong cái đĩa đó. Họ nói rằng bưởi này trồng ở nhà cái vị nó rất là ngon, không quá ngọt, không quá chua. Và ngài dùng xong ngài nói rằng cái này bưởi này ngon. Và lúc chút ngài ăn, chúng tôi thấy ngài giữ cái hộp đó về rồi ngài trồng. Từ một cái hộp nhỏ như đồ đũa thôi, bây giờ thành ra một cây bưởi.
Thì từ một cái phôi thai, một cái hạt giống ban đầu đó, cái hạt giống thì rất là nhỏ, nhưng nếu mình kể bưởi thì nó mang một cái đặc tính giống nhau. Dạ, đặc tính đó, cái hạt bưởi đó nó đã chứa, nào là cái bưởi lớn lên phải có lá màu vậy, có trái màu như vậy, có hoa màu như vậy, nó được gọi là cây bưởi. Dạ, thì cũng vậy, những cái thuộc tính tịnh hảo, dạ, thậm chí là những thuộc tính tợ tha khi đi với tịnh hảo, nó cũng trở thành tịnh hảo, nó cũng tốt đó. Thì nếu nó được nuôi dưỡng, nếu nó được trưởng dưỡng theo thời gian, thì nó trở thành những cái pháp rất là đặc thù. Ví dụ chúng ta nói rằng tầm tứ khi lạc định, chúng ta sẽ chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Chúng ta nói về nhục cần tâm thẩm vân vân, bao nhiêu thiện pháp. Thì ở đây nó có một cái quá trình tôi luyện, và nó khiến cho những cái thuộc tánh này từ cái đơn vị cực vi, từ cái trạng thái rất là nhỏ, trạng thái rất là tế nhị, để trở thành cái gì rất là nổi trội lớn. Cái đó cái mà chúng ta cần phải để ý một chút xíu, cần phải thấy. Bây giờ chúng tôi muốn nói sang một cái khái niệm khác, mà ở đây chúng ta tạm dùng cái chữ ngoài đời gọi chữ phối ngẫu. Phối ngẫu. Trong sự phối ngẫu đó, chúng tôi nhớ người ta có câu nói như vậy là: bạn không kết hôn với một người mà bạn kết hôn với ba người. Người đầu tiên là cái người mà ở trong trí tưởng tượng của bạn khi bạn yêu. Người thứ hai là con người thật của người đó. Nhưng mà người thứ ba đó là con người, vợ hay chồng, là kết quả của hôn nhân mang lại. Tức là chúng tôi là biến hóa vô cùng. Không phải là anh A thương cô B, cô B chỉ một con người. Cô B là người thật của cô B, mà là người ở trong trí tưởng tượng của bạn. Và cô B là một cái gì được sản sinh, được kết quả của cuộc hôn nhân tạo nên. Thì thưa quý vị, nó có một sự phối ngẫu. Sự phối ngẫu ở đây là một sự kết hợp rất là trùng diễn giữa những cái thuộc tính. Khi mà chúng ta học ở trong kinh tạng, chúng ta rất khó xin lỗi quý vị, chúng ta rất là khó để tưởng tượng sự phối ngẫu này. Tại vì sao vậy? Tại vì chúng ta phân biệt, như chúng ta nói, tính là tính, niệm là niệm, tam là tam, quý quý, vô tham là vô tham, vô sân là vô sân. Làm sao mang cái đó trộn lại với nhau được? Thì như chúng tôi nói trước kia đó, đúng là rất khó tưởng tượng. Nhưng mà chúng ta tạm lấy một ví dụ mà chúng tôi đã nói rất là nhiều lần, là trong cái thế giới hội họa đó, ở trong ngành hội họa, người ta có nói về màu sắc này, là căn bản nó có ba thứ màu, và nếu chúng ta để luôn màu trắng là bốn. Thì thứ màu đó là red, blue, yellow, đỏ, xanh và vàng. Xanh, đỏ, vàng là ba thứ màu gốc. Nếu chúng ta cộng số màu trắng là bốn thứ. Thì xanh, vàng, đỏ, trắng này đó, khi mà nó pha với nhau, thì nó tạo không phải là 10 thứ màu, 100 thứ màu, mà cho đến bây giờ đó, qua cái sự phối màu của điện thoại này, nó có thể lên tới 64 triệu màu. Dạ, 64 triệu màu. Rất là khó tưởng tượng. Dạ, rất khó tưởng tượng về cái màu sắc từ những màu điện trộn với nhau. Thì nó có những cái sự pha trộn mà mình không bao giờ nghĩ tới đâu. Dạ, không bao giờ nghĩ tới. Cũng như là người ta nói rằng thời kỳ con người còn ở lỗ, thì chúng ta phát triển thành văn minh bằng cách là chúng ta biết nấu ăn. Ban đầu chúng ta biết làm chín món ăn, nấu chín thôi. Nhưng mà sau đó chúng ta biết cho thêm gia vị, rồi pha cái này, pha cái kia. Chúng tôi nhớ rằng có một người nói rằng
ở trong cái sự ăn uống tinh tế đó, thì một cái tô canh chua thái ở trong đó có những hương vị nhất định phải có. Dạ, ví dụ như họ nói cái lá chanh thái, lá má cụt, hay là sả, củ riềng, ớt, vân vân. Mà thiếu một cái thứ đó thì nó không thành canh thái được. Dạ, chúng ta thấy không? Dạ, để sống bình thường chúng ta lá chanh là chanh, sả là sả, ớt là ớt, củ riềng là củ riềng. Nhưng mà khi những thứ đó nó kết cấu nó hợp lại với nhau thì nó tạo thành một cái hương vị đặc biệt. Dạ, cái hương vị đặc biệt là chúng ta gọi đó là một cái sự kết cấu hay là một sự phối ngẫu. Chúng ta dùng sự phối ngẫu ở đây chúng ta muốn nói rằng rằng con nó có những cái chất liệu mà những chất liệu pha trộn ngày nay rất thì thứ thì có sự khác biệt rất lớn giữa các quốc gia phát triển và quốc gia không phát triển. Là những quốc gia phát triển họ có cái điều kiện để họ làm những cái chương trình nghiên cứu mà với ngân quỹ rất là dồi dào, và do cái sự gọi là thí nghiệm rộng lớn, họ khám phá rằng có những thứ nhẹ hơn kim loại nhưng mà rắn chắc hơn kim loại, và có những thứ rất là mỏng mảnh nhưng mà chịu đựng nhiều hơn là thép, nhẹ hơn thép nhiều mà là chịu đựng hơn thép nhiều, là cái sự chúng ta gọi là composite, một cái sự kết cấu kết hợp của nhiều cái chất liệu khác nhau. Và khi nó kết cấu như vậy chúng ta khó tưởng tượng lắm. Dạ, vì vậy một ở trong những cánh cửa đi vào trong thánh pháp là nó phải gợi cho chúng ta đủ cái khả năng để nhận, để hiểu. Dạ, thì đây là điều mà chúng tôi muốn nhấn mạnh khi chúng ta đi vào các cái trụ tánh tịnh thảo. Và rồi trong một cái khía cạnh khác đó thì nó cũng trở lại với cái ý nghĩa trên, nhưng mà chúng tôi muốn nói hai cái hình ảnh rất là khác biệt giữa căn cội và hành động. Và giữa căn cội và hành động, cái căn cội ở đây tức là những cái chủng tử, những cái hạt giống. Và những hạt giống này đó nó có tính cách rất là phôi thai, và cái hành động là cái gì đó thể hiện rất cụ thể. Như quý vị học trong kinh Tạng nghe nói rằng bố thí, trì giới, cung kính, phục vụ, tính pháp, trừ pháp, rồi hồi hướng phước, trì hỷ phước, cải thiện chứng, kiến thức chân tránh, văn chứng, vân vân. Thì những cái phước hạnh như vậy nó là sự thể hiện. Và trong sự thể hiện đó nó đã thành phẩm. Và nó không còn là, chúng ta nói là những nguyên tố đã trộn lại với nhau rồi, khi nó thành phẩm thì nó khác. Và do vậy chúng ta nên hiểu là ví dụ như mình nói rằng bánh có như là bánh là bột nếp, bánh là bột gạo, và bánh là bột nếp bột gạo. Nhưng mà khi cái bánh bánh bột nếp nó tạo thành bánh ít, bánh tét, nó tạo thành những, hay là nói về gạo chúng ta tầm bánh xèo vân vân, thì lúc mà gọi là bánh xèo, bánh ít, bánh tét nó đã thành phẩm rồi. Dạ, nó đã thành phẩm rồi. Nhưng mà cái ban đầu á là bằng gạo hay bằng nếp, rồi có cốt dừa, cốt dừa nó lại là những cái nguyên 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 chất, nó có cái cách tăng gọi cái gốc của nó, nó làm từ đó mà ra. Thì bây giờ đó, khi mà chúng ta học vào các tụ tánh tịnh thảo á, thì đa số chúng ta hay hiểu theo cái phương diện là hành động, mà ở đây nó phải là hành động, nó ở đây nó là căn gọi. Dạ, phải thấy cái căn gọi nó khác với hành động. Dạ, cái căn gọi khác hành động. Ví dụ mình nói là nó là bánh bánh ít hay là bánh tét, nó là cái thành phẩm, cái thành phẩm đó nó đã qua một cái quá trình nhồi nặng, pha trộn, nấu nướng mới trở thành bánh ít, bánh tét. Nó cũng là nếp đó, nhưng mà cái nếp mà nếp nguyên của nó là nên phải được hiểu khác, chứ không thể là bánh nó chỉ là nếp thôi. Chúng tôi nhớ rằng có một vị thầy người miền Trung, thì vào trong miền Nam ở vài tháng, thầy nói rằng ở miền Nam á thì cái giống gì đi nữa thì cứ lấy bột, là lấy gạo, lấy nếp thay thành bột, rồi bỏ nước cốt dừa vô thành bánh. Nhưng mà nói như vậy thì nó cũng phải là hoàn toàn sai. Tuy nhiên ai mà sống ở miền Nam rồi hiểu rằng nó có sự khác biệt rất lớn giữa
như là bánh lá mít hay là bánh đũa hay là bánh bò, bánh da lợn này đó, những loại bánh đó người ta có ăn tương đối rất là tinh tế khác nhau, thì giữa cái căn gọi và cái tốt hành động thì nó phải hiểu khác. Dạ, nó phải hiểu khác. Vì vậy một lần nữa là chúng ta không nói đó là hai. Dạ, ví dụ như mình nói một người tinh nhân quả thì đúng, cái tinh nhân quả đó thuộc về thuộc tính về tính. Nhưng mà hỏi thuộc tính về tính á, nó có hẳn là tinh nhân quả không? Không. Dạ, có khi thuộc tính tính nó rất là mơ hồ, nó không có liên quan đến nhân quả hết. Cái đó là cái mà chúng ta phải học. Tại một bên là căn cội, một bên là thể hiện và hành động. Và cái ý niệm sau cùng mà chúng tôi muốn nói ngày hôm nay đó là trong số các thuộc tính á, nó có một cái những cái thuộc tính mà chúng tôi gọi là cái vai trò nội vụ. Vai trò nội vụ tức là vai trò trong 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 một cái tổ chức. Ví dụ như chúng tôi làm việc ở trong giáo hội, thường là có một vị phó chủ tịch nội vụ. Cái vị phó chủ tịch nội vụ này là có một cái trách nhiệm là gì? Đó là chăm sóc các thành viên, coi chừng để giải quyết những cái khủng hoảng va chạm, hay là coi chừng những cái thành viên có những cái vấn đề gì phải giải quyết kịp thời trước khi nó đi quá xa hay không. Lấy ví dụ như là có hai vị tổng vụ trưởng bất đồng với nhau, thì cái vị phó chủ tịch nội vụ là vì phải có cái khả năng để nói chuyện với cả hai bên. Hay rằng có trường hợp nào đó mà nó có sự phân hóa trong nội vụ, thì cái vị phó chủ tịch nội vụ phải là vị theo dõi và thấy cái chuyện đó từ ban đầu. Thì vị này không nhất thiết là phải chạy ra bên ngoài, có chuyện bên ngoài, nhưng mà là phải coi chừng nội tình bên trong. Thì ở trong cái ở trong thánh pháp thì có một điểm đặc biệt là riêng về thuộc tính bất thiện đó, thì chỉ có hai cái thuộc tính mà nó chi phối các pháp đồng sanh nhiều, đó là hôn trầm và thủy miên. Như chúng tôi nói rằng hôn trầm là nó chi phối cái với thủy miên là nó chi phối cái gọi là tâm và thuộc tính. Còn ở trong cái thuộc tánh tịnh hảo á, cái phần thuộc tánh tịnh hảo mà chúng ta sắp học tới đâu đây đó, thì quý vị nghe nhiều về tịnh thân tịnh tâm, hay là chúng ta nói là tịnh tánh tịnh tâm, khinh thân khinh tánh khinh tâm, rồi nhu tánh nhu tâm vân vân, thì những cái trạng thái tịnh khinh nhu thích thường chánh á, những cái trạng thái đó thưa quý vị, những cái nó không phải là một sự biểu hội ở bên ngoài, mà nó làm mềm, nó làm nhẹ, nó làm nhu nhuyến những pháp đồng sanh, tức là những cái gọi là thức quẩn hay là tâm thọ tưởng hành thức khác, tức là thuộc tánh khác. Và nó những cái mà chúng ta đề cập tình sinh du thích thường tánh, tất cả là 12 cái thuộc tánh này, nó được xem như là làm về nội bộ. Thì đây là một điểm rất là thú vị ở trong cái môn thánh pháp, và cho chúng ta một cái bài học rất là lớn là cái gì gọi là tốt, thì cái tốt đó nó không phải chỉ là cái chuyện ở bên ngoài, mà cái tốt đó nó phải có khả năng điều tiết, điều hòa, làm trân tru cái làm trân tru cái gọi là nội tại, giống như một bộ máy. Chúng ta nghĩ một cái máy xe chẳng hạn, cái máy xe thì nó chúng ta chỉ nghĩ đến cái vận tốc của nó, chúng ta nghĩ đến cái đẹp của nó, chúng ta nghĩ đến cái này kia, nhưng mà một cái bộ máy xe tốt đó là nó phải có những cơ phận mà nó làm mát máy, cơ phận của nó làm trơn tru máy, cơ phận đó nó làm cho cái nó tiêu thụ nhiên liệu không quá thừa qua không quá thiếu. Thì những cái tính cách đó nó có kết là nó không phải cái máy không chỉ tất cả các bộ phận máy phải là phục vụ cho cái người sử dụng, mà trong những cơ phận của máy có những thứ mà nó làm cho cái máy được làm tốt. Làm tốt, cái làm tốt nó rất là quan trọng. Ví dụ cái máy chạy rất là mạnh đi, đáp ứng được nhu cầu của mình, cái máy có nhiều mã lực mạnh đi, nhưng mà cái bộ phận làm nguội là mát máy đó không có, hay bộ là máy không tốt thì máy sẽ bị nóng, nó không chạy đường trường được. Hay hoặc giả là chúng ta nói rằng
cái máy đó nó làm đạt được cái mục đích của mình, mình muốn như mình muốn nó cài nó sới làm việc này kia thì có tư cách là nó làm đúng cái chức năng của nó, nhưng mà cái máy đó nó đã không có được thiết kế để chịu đựng được độ rung nhiều, thành nó không có bền. Thì cái mà làm cho nó bền, cái mà làm cho nó mát, cái mà làm cho nguội đó, chúng tôi tạm gọi là những cái vai trò nội bộ và vai trò nội bộ, tức là nó có những cái cơ phận của cái máy để làm tốt cái máy. Thì ở trong thuần tánh tịnh hảo đó, nó lại có nhiều cái nó có nhiều cái cơ phận, mà cái cơ phận đó làm tốt cho tâm và các thuộc tánh của tâm. Cái này là điểm rất là lý thú. Bây giờ thì chúng ta chưa thấy gì, nhưng mà khi mà mình học vào những cái thuộc tánh tịnh hảo thì chúng ta sẽ thấy rằng những điều này đó rất ư là quan trọng, rất ư là lợi lợi lạc, rất là thú vị. Và mình hiểu tại sao mà có nhiều khi trong cuộc đời mình, giả sử như mình cũng làm tốt, mình cũng có tâm tốt, nhưng mà mình không có được sự bền bỉ, mình không có được sự nhẹ nhàng. Những yếu tố như là thanh tịnh, nhu nhuyễn, nhẹ nhàng, khả năng thích nghi vân vân, nó là những cái tố chất không phải chỉ đối với xã hội mà đối với cuộc sống bản thân của mình. Nó lợi lắm, và rất lợi. Một con người mà có cái tố chất mà thích nghi và thích nghi theo từng hoàn cảnh thì nó tạo cho họ cái khả năng gọi là uyển chuyển. Cái sự uyển chuyển này đó, tuy rằng ở bên ngoài rất là khó thấy, nhưng mà sự uyển chuyển này giúp cho họ sống còn theo thời gian, và cái khả năng bền bỉ chịu đựng trước những cái mà chúng ta gọi là những cái căng thẳng. Ví dụ như ta nói là lưỡi mềm thì còn, răng cứng thì gãy. Dĩ nhiên khi chúng ta học vào chúng ta đào sâu hơn, nhưng mà chúng tôi muốn nói rằng trong những cái thuộc tánh mà của gọi là tịnh hảo thì chúng ta sẽ bắt gặp rất nhiều cái thuộc tánh mà vai trò của nó có tất cả nội vụ, nhưng mà lại cần vô cùng, và cần vô cùng. Nó cho chúng ta một cái những cái khái niệm hết sức là thú vị khi mà chúng ta học về thiện pháp. Bây giờ thưa vị, trong cái phần ngữ và nghĩa, như chúng tôi nói rằng chữ Sopana, ngài tại chỉ là tịnh hảo, và thượng Minh Châu dịch là tịnh quang. Thì trong số những nhà dịch thuật Phật giáo đương đại đó, thì đối với cá nhân chúng tôi đó, thì có hai cái đại thủ rất là lớn, đó là Hòa Thượng Minh Châu và Hòa Thượng Thượng Sự. Hòa Thượng Minh Châu là vị mà dịch kinh Tạng từ Pali sang tiếng Việt, của ngài Thượng Sự là một vị tiên phong ở trong dịch thuật Thắng Pháp ra tiếng Việt. Và cả hai vị đều giỏi chữ Hán và giỏi chữ Phạn. Nhưng mà có một điểm tức cười, đó là danh từ Phật học chữ Pali đó có nhiều danh từ mà không có ở trong tiếng Việt, mà cũng không có ở trong danh từ Hán Việt. Nói như vậy thì nghe rất là lạ, tại mình biết rằng cái kho tàng Phật học chữ Hán là mênh mông lắm, cái hệ chữ Hán mênh mông, nhưng mà không có. Thành ra các ngài bắt buộc phải chế ra, hay các ngài phải tạo nên danh từ mới. Chúng tôi gọi hai ngài đó là hai vị dịch giả tiên phong. Ví dụ như là các vị nghe ở trong danh từ chữ Hán không có bao giờ có cái khái niệm về kháng ngũ môn hay là kháng ý môn, bao giờ không có. Nhưng toàn phi trạch sứ mới không bao giờ có những cái từ đó. Dạ. Thì ở đây danh từ tịnh hảo và tịnh quang đó cũng là danh từ mà các ngài cân nhắc ra. Chữ tịnh hảo có nghĩa là tốt. Dạ. Nó tinh sạch nhờ tốt, hay tốt nhờ tinh sạch. Và chữ tịnh quang nghĩa là sáng, sáng nhờ tinh sạch. Ví dụ như là chúng ta nói rằng đó là một người có tài, hay đó là một ngôi sao sáng, thì cũng là hai cách khen. Và hai cách khen một ngôi sao sáng ở trong văn đàn, một người có tài ở trong văn đàn, thì cách nào nói cũng được. Thì cái chữ tịnh hảo là nói về phương diện nghĩa, và chữ tịnh quang nói về phương diện
ngữ sopana gì là tình quang thì rất là sát nghĩa, rất là đẹp. Nhưng mà chúng tôi thì thật sự chúng tôi nói rằng cái chữ tình quang là nó dịch sát với chữ sopana, nhưng mà chúng tôi lại thích xài chữ tình hảo hơn. Tại vì có nhiều khi cái sáng nó là một ý niệm mà về vật chất, về tinh thần cũng có, nhưng khó xài. Dạ, khó xài. Do đó quý vị nghe ở đây thì chọn sự tinh hảo và chọn từ cái chữ dịch của Ngài Thật Sự. Và đây là một từ vựng mà không có trong Phật học, mà hai ngày phải cân nhắc. Nên chúng ta gọi hai ngày là những dịch giả tiền phong ở trong một số các từ vựng Pali sang tiếng Việt. Và chúng tôi cũng nhắc quý vị trong phần cẩn thận đó, là giữa tâm và thuộc tánh. Và một cái tâm tình hảo nó rất khác với thuộc tánh tình hảo. Thuộc tánh tình hảo tức là những cái tố chất, những cái thành tố. Và những thành tố này đó, nó phải kết hợp với nhiều thành tố thì nó mới tạo ra một cái tâm. Ví dụ như chúng ta nói rằng một cái tâm hổ thẹn tội lỗi nó khác với thuộc tánh của tàm. Thuộc tánh tàm được ví dụ như me chua, và cái tâm hổ thẹn tội lỗi như là một nồi canh chua. Dĩ nhiên trong nồi canh chua có me chua, nhưng mà nồi canh chua không phải chỉ có me chua mà nó còn những thứ khác nữa. Mặc dù chính cái me chua là có cái quyết định như vậy. Chúng ta nên có một cái sự bén nhạy khi chúng ta nói rằng một cái thuộc tánh tính nó khác với cái tính tâm. Và cái tính tâm nó khác với một cái biểu tỏ cái niềm tin vào cái hành động ở bên ngoài. Từ cái chúng ta nói đến một cái hành động thì nó phát xuất từ tâm thiện. Ở trong tâm thiện đó là một sự kết cấu bằng những thuộc tánh thiện. Thì cái thuộc tánh tình hảo nó khác với tâm thiện, và tâm thiện nó khác với hành động thiện. Mấy cái đó nó dễ nhập nhằng, nó dễ pha lẫn với nhau lắm. Phải cẩn thận khi mà chúng ta học tăng pháp. Nhiều khi thưa quý vị, vì cái sự nghèo nàn hay là không có chịu tìm hiểu rõ đó, cái người học cứ đem cái này hiểu chồng với cái kia, đem kia hiểu chồng một cái nọ, và nó khó. Như là chúng ta lấy cái ví dụ là trong đời sống hàng ngày của chúng ta, khi uống thuốc thì chúng ta chỉ biết cái hiệu thuốc thôi. Ví dụ chúng ta uống thuốc về trị ga đó, chúng ta uống Pepsi thì chúng ta quen hiệu Pepsi thôi. Nhưng mà nó có những cái thứ thuốc khác cũng trị gas, nhưng mà nó mang cái hiệu khác. Và mang hiệu khác, cái quan trọng đó là những cái hoạt chất nằm ở trong cái thuốc đó. Mà chúng ta không phải là dược sĩ, chúng ta phải là người bào chế, chúng ta không biết với những hoạt chất đó. Thành ra thường nó có trường hợp ở bên Mỹ đó, là có những loại thuốc gọi là generic. Những loại thuốc này nó không phải là thuốc mang cái nhãn hiệu quen thuộc, nhưng mà nó cũng công dụng như vậy, mình giá rẻ hơn nhiều. Trong lúc đó thì có những loại thuốc nó giống như vậy hoặc là kém hơn, nhưng bán chạy hơn, lại bán rất là mắc. Tại vì nó là đồ hiệu, nó là cái nhãn hiệu đã quen thuộc. Vì vậy khi mà chúng ta học vào trong thắng pháp á, thì thông thường một người học nên biết rằng có nhiều cái giai tầng khác nhau. Chúng tôi nói rằng cái hành động thiện nó rất khác với tâm thiện, tâm thiện nó rất khác với thuộc tánh tịnh thảo. Đừng bao giờ mà chúng ta trộn lẫn đó. Ví dụ mình nói là vô sân đồng nghĩa với tâm từ đồng nghĩa với sự từ ái trong đời sống, không phải. Và một cái cử chỉ từ ái rất khác với tâm từ nó khác với vô sân. Mặc dù ở phương diện nào đó một người từ một cái hành động từ ái nó phải có tâm từ, và tâm từ thì nó phải có cái sự vô sân, nhưng mà ba cái đó nó phải hiểu trong ba phạm trù khác nhau và cái dây tầng khác nhau, rất là cẩn thận. Dạ, rất cẩn thận. Sở dĩ mà chúng tôi phải nói nhiều về những cái điểm nãy giờ nói đó là bởi vì rất là dễ có cái sự pha lẫn ở trong cái học và cái dạy từ xưa tới giờ. Và chúng tôi mong rằng trong giáo trình này chúng ta đặc biệt tinh tế về những thứ đó. Bây giờ thì
Thưa vị, chúng tôi xin kết thúc bài nói chuyện hôm nay ở đây về ý nghĩa tổng quát của những thúc tánh tịnh hảo. Và cũng xin lỗi quý Phật tử là hôm nay ở chùa có cái lễ tăng y các chứng ác mà làm trụ trì, chúng tôi cũng phải có việc ra bên ngoài sân chùa để có vài việc thể dục công việc đó. Nên phần còn lại của chương trình hôm nay thì kính thỉnh sư tổ Từ Siêu và sư tổ Khoan Hỷ giảng dục, và hy vọng rằng ngày sáng mai sư tổ không phải thức sớm đi đâu, và nếu có gì thì kính thỉnh sư tổ Hóa Tân Khoan Hỷ giúp một phần cho sư tổ Từ Siêu. Bây giờ xin được kết thúc ở tại đây. Xin không biết sư tổ Từ Siêu có mặt ở trước máy bây giờ không, nếu sư tổ Từ Siêu đang dạ kính cung tin sư tổ. Anh Nam Mô Bổn Thầy. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ chư Thịnh Văn Thượng Tự Phật. Kính thưa quý vị, hôm nay Thượng Tọa Giác Đẳng bận công việc ở chùa dân y, cho nên nơi Thượng Tọa sẽ không ở lại để sinh hoạt thảo luận với chúng ta nửa giờ sau, nửa thời gian sau. Thượng Tọa đã cố gắng để làm tròn cái phần sự của mình trong ngày hôm nay, mặc dù giờ này ở bên đó ban ngày rất là bận rộn, được về cũng rất là quan hỷ. Bây giờ cái phần còn lại xin Thượng Tọa an tâm ra bên ngoài làm việc tổ chức lễ. Ở đây sư huynh cùng với Thượng Tọa Hợp Tân sẽ giải quyết cái phần còn lại trong một giờ đồng hồ. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta chỉ mới có học cái phần tổng quát giới thiệu về những cái tâm sở tịnh hảo, tức là những cái thuộc tánh đẹp. Chúng ta chưa có đi vào chi tiết. Thì do vậy cái phần còn lại thời gian chúng tôi cũng chỉ đi chung quanh nhận xét về những cái thuộc tánh tịnh hảo thôi. Ngày thứ năm này chúng ta trở lại học tâm pháp, lúc đó chúng ta mới giải thích và phân tích các cái thuộc tánh tịnh hảo này. Kính thưa quý vị, cái nhóm thuộc tánh đầu tiên 13 thứ được gọi là tợ tha. Anyasmana Chetasika sở dĩ gọi là tợ tha, tợ tức là tương tự, là giống Samana. Tha là khác. Những cái thuộc tánh này
mang cái tính chất thiện hay bất thiện, hay vô ký, tốt hay xấu, không tốt không xấu, là nó bị ảnh hưởng bởi cái pháp khác. Hễ mà nó đi chung với các cái thuộc tánh bất thiện thì chúng trở thành cái tính bất thiện. Như mà 13 tự tha này, khi mà nó đi chung với 25 tịnh hảo thì nó trở thành cái thuộc tánh tịnh hảo, trở thành đặc tính tốt. Cho nên mới gọi là tự tha. Cái loại thứ hai đó, gọi là thụ tánh bất thiện hay là tâm sở bất thiện. Sở dĩ gọi là bất thiện là bởi vì những cái thụ tánh này nó tạo ra cái tâm bất thiện, nó tương đương với tâm bất thiện. Đó là những cái thụ tánh xấu, những cái tâm sở xấu. Còn cái loại thụ tánh thứ ba, tức là tịnh hảo sovana cetasika. Cái chữ sovana Ngài Hòa Thượng Tịnh Sự Ngài dịch là tịnh hảo, cũng như Thượng Tọa Giác Đẳng nói khi nãy, là Thượng Tọa thích xài cái chữ tịnh hảo hơn là xài cái chữ tịnh quang. Và chúng tôi cũng vậy, chúng tôi quen xài cái từ gọi là tịnh hảo, không quen xài cái từ tịnh quang. Bởi vì cái tiếng tịnh hảo có nghĩa là tốt đẹp, chữ hảo có nghĩa là tốt. Sở dĩ mà gọi là tịnh hảo là bởi vì những cái tâm, tất cả tâm thiện đều gọi là tịnh hảo, là tâm tốt. Còn về tâm quả thì những tâm quả hữu nhân, tức là tám tâm đại quả, chín quả đấu đại và 20 tâm quả siêu thế, thì những cái tâm quả đó mặc dù không phải là thiện, nhưng mà nó cũng có cái đặc tính tốt đẹp. Thì do đó nên những cái tâm quả cũng được gọi là tâm tịnh hảo. Rồi tâm duy tác hay gọi là tâm tố, thì ở đây có ba tâm tố vô nhân là tâm khai ngũ môn, khai ý môn và tâm ưng cũng sinh tiếng. Ba cái tâm tố, ba cái tâm duy tác vô nhân này thì nói là vô tình hảo. Khi mà còn lại 17 cái tâm tố là 8 tâm đại tố dục giới, 5 tố sắc giới và 4 tố vô sắc giới, như vậy còn lại 17 cái tâm tố này nó thuộc pháp tịnh hảo. Ở đây thưa quý vị,
thiện nó là tâm tịnh hảo, đúng. Nhưng mà tâm tịnh hảo chưa chắc là tâm thiện, bởi vì cái tâm quả và tâm tố hữu nhân, tâm quả hữu nhân và tâm tố hữu nhân đều được gọi là tịnh hảo, nhưng mà không phải là tâm thiện. Cái thuộc tánh tịnh hảo hoàn toàn chỉ phối hợp với tâm tịnh hảo mà thôi, cũng như cái thuộc tánh bất thiện là nó chỉ luôn luôn phối hợp với tâm bất thiện mà thôi. Chúng ta nhớ rõ cái điều đó. Với lại thưa quý vị, cái thuộc tánh tịnh hảo trong đó nó có những thuộc tánh mà nó trở thành cái chi pháp gốc của các cái thiện pháp mà được nói đến, như là trong 37 Bồ Đề Phật, 37 Bồ Đề Phật. Mà ở trong kinh tạng đề cập đến như là tứ niệm xứ, tứ chính cần, tứ nhĩ túc, ngũ quyền, ngũ lực, thất chánh chi, bát chánh đạo, thì những cái pháp Bồ Đề Phần đó, 37 pháp Bồ Đề Phần, lấy cái chi pháp thì phần lớn là nó nằm ở trong cái tâm tịnh hảo mà ra. Mặc dù có những trường hợp có những cái chi pháp Bồ Đề Phần nó nằm ở trong tự tha, ví dụ như Ekakata, tức là nhất hành, thì trong đó có cái định quyền, định lực hay là chánh định, thì nó nằm ở trong tự tha. Rồi chánh tinh tấn hay là tấn quyền, tấn lực, thì nó nằm ở trong tự tha, là tâm sở cần, vân vân. Thì như những cái pháp Bồ Đề Phần khác thì chi pháp đó nằm trong cái thuộc tánh tịnh hảo. Thí dụ như khi chúng ta nói đến bốn niệm xứ, bốn chánh cần, thì bốn niệm xứ chi pháp nó xuất phát từ nơi thuộc tánh niệm hay là niệm tâm sở mà ra. Nếu mà khéo tu tập phát triển cái tâm sở niệm theo bốn cái đề mục thân thọ tâm pháp thì nó trở thành niệm xứ.
Khi nãy chúng tôi có nghe Thượng Tọa Giác Đẳng nhắc nhở cho chúng ta lưu ý là tâm từ không phải là phụ sân. Quý vị Phật tử chúng ta cũng phải cẩn thận, không phải là phủ nhận hoàn toàn. Cái gốc của tâm từ tức là cái đặc tính vô sân. Bởi vì nếu mà bỏ vô sân ra đó, thì hỏi vậy chứ từ tâm chi pháp ở đâu? Trong khi bi tâm, tức là thuộc tánh bi, karuna, cetasika, phải nằm ở trong vô lượng Phật. Thuộc tánh từ hỷ, nó là hỷ vô lượng tâm, hay là hỷ vạn trú, cái đặc tính là gì? Còn vô sân với tâm trung hòa, với cái thuộc tánh trung hòa, tạch trác mạch chất ta ta, thì nó thuộc về bi và tùy hỷ. Nhưng mà không phải vô sân là tâm từ, trung hòa là hành xả, rồi chúng ta giải, không phải là chúng ta giải thích từ ngay cái thuộc tánh này mà lấy đó để làm cái tâm từ, làm cái tâm hành xả, thì như vậy nó chưa đúng. Chỉ vậy thôi, cũng giống như khi mà chúng ta nấu cơm, đừng nghĩ rằng cơm là xuất phát từ gạo, cho nên chúng ta múc chén gạo, chúng ta ngồi chúng ta nhai, nhai rệu rạo vậy đó, nhai cho nó nhuyễn nhừ, rồi chúng ta nuốt, hỏi ăn cơm chưa, đó tôi ăn rồi, thì không đúng. Là bởi vì mặc dù cơm nó xuất phát từ gạo nấu, nhưng mà gạo nó chưa gọi là cơm. Cũng như bây giờ chúng ta đang học cái thuộc tánh vô sân, mà nói vô sân tức là tâm từ thì nó không đúng. Nhưng mà tâm từ chính là xuất phát từ cái đặc tính vô sân, là cái trạng thái tâm mát mẻ không nóng nảy với đối tượng. Chúng ta phải hiểu như thế. Ở đây thưa quý vị, cứ mỗi một cái thuộc tánh tịnh hảo, nó đều mang một ý nghĩa tốt, nó thuộc về hành quẩn. Thì do đó những cái thuộc tánh này nếu mà chúng ta khéo triển khai thì nó sẽ trở thành những cái thiện pháp. Không biết Thượng Tọa Pháp Tân có bằng cái trước ngoái không? Một lần nữa xin hỏi Thượng Tọa Pháp Tân có bằng cái trước ngoái không ạ? Vị nào liên hệ với Thượng Tọa Pháp Tân xem cái Thượng Tọa Pháp Tân có mặt trước máy không? Nếu được sư tự tri liên hệ với Thượng Tọa Pháp Tân, mời Thượng Tọa Pháp Tân vào room chia sẻ với chúng tôi một vài vấn đề liên quan đến tâm sân tịnh hảo.
Ở đây trong cái tâm sở tình hảo đó thưa quý vị, chắc có lẽ là ít có vì giảng sư nào trình bày về cái tâm sở tình hảo bi cảnh. Ở đây chúng tôi nhắc lại cho quý vị 13 tâm sở tự tha, trong đó có 7 tâm sở tự tha thuộc về biến hành, chúng ta gọi là tự tha biến hành. 6 tâm sở như là tầm biết, như là tầm tứ hỷ lạc, và xin cảm ơn cô Nhật Bình, không liên lạc được thì thôi. Vì khi mà nhìn thấy có mặt các vị giảng sư trong trung, nếu mà chúng tôi hay thường tội giáo cảnh cứ nói hoài để các vị vào không có công việc làm thì thấy nó cũng ngại, nên muốn dành cái thời gian để cho các vị chia sẻ. Nhưng mà các vị không có mặt thì mình tiếp tục mình nói, nói cho đến khi nào không còn hơi sức để nói nữa thì chúng ta nghĩ. Ở đây thưa quý vị, tâm sở tự tha nó có hai phần, tức là phần tâm sở biến hành, tự tha biến hành, mà đúng ra đó thì gọi là sappacitta sadharana cittasika, tức là biến hành nhất tâm biến hành, nhất thiết tâm biến hành, tức là nó phổ cập cho đến tất cả tâm. Chỉ sappacitta có nghĩa là tất cả tâm. Trong khi bất thiện được gọi là kusala sadharana, tức là bất thiện biến hành, và tâm tịnh hảo được gọi là tịnh hảo biến hành supana cittasika, gọi là supana sadharana cittasika, tức là tịnh hảo biến hành. Thì cứ mỗi một nhóm như vậy đó, nó có tình hảo biến hành, nó có biến hành sa thật nát, mà nó cũng có một phần nữa gọi là biệt cảnh bất kinh đó cả. Tại sao gọi là biệt cảnh? Cái tâm sở biệt cảnh là vì rằng thí dụ như tầm tứ thân, thân giải cần hỷ dục, sáu cái tâm sở này được gọi là tự tha biệt cảnh. Bởi vì nó không giống như là biến hành biệt cảnh, nó không giống như nhất thiết tâm biến hành. Tại sao? Tại vì nhất thiết tâm biến hành, những cái thuộc tánh này nó có mặt ở trong khắp tất cả tâm. Còn gọi là biệt cảnh bất kinh nó cá là vì những cái tâm sở này có trường hợp nó phối hợp được, có trường hợp không phối hợp được. Cũng như cái tâm sở bất thiện vậy,
bốn si phần, si vô tà quý, phóng dật, bốn si phần đó thì nó thuộc về bất thiện bí hành. Nhưng mà trong đó có 10 cái bất thiện và nó được gọi là biệt cảnh, biệt cảnh bất thiện. Tại sao vậy? Là thí dụ như ba sở tham phần thì nó chỉ phối hợp với tâm tham mà thôi, chứ không phải là nó thuộc về thuộc tánh bất thiện, để nó hợp luôn cả cái tâm bất thiện sân hay tâm bất thiện si và nghi si vốn vật. Vậy vậy tức là nó hợp rời rạc ở trong cái phạm vi đó, thì như vậy gọi là bất thiện vi hành. Cũng như tịnh hảo, vậy tịnh hảo có hai loại: tịnh hảo vi hành supana sadharana cittasika, là vì 19 cái tâm sở là tính niệm tàm quý vô tham vô sân trung hòa. Tịnh thân, tịnh tâm, khinh nhu, khinh tâm, thích thân, thích nhu thân, nhu tâm, thích thân, thích tâm, thuần thân, thuần tâm, chánh thân, chánh tâm. 19 cái tâm sở đó được gọi là tịnh hảo biến hành, vì nó có mặt ở trong tất cả 91 tâm tịnh hảo. Không có thứ tâm tịnh hảo nào mà không có 19 cái thuộc tính này. Thì 25 mà chúng ta trừ cho 19, còn lại có 6. 6 tâm sở đó là giới phần, 3 giới phần, 2 hôn phần và ba giới phần, 2 vô lượng phần và tuệ quyền, và tâm sở trí tuệ. Sáu cái thuộc tánh đó, nó thuộc về biệt biệt cảnh tịnh hảo. Tại sao là biệt cảnh tịnh hảo? Là bởi vì ba giới phần là chánh ngữ, chánh niệm, chánh mạng, không phải là tâm tịnh hảo nào cũng có. Bên đó Phật nó phải giới hạn. Thí dụ như ba giới phần thì nó chỉ phối hợp với trong tâm thị dục giới thôi, với cái tâm siêu thế phối hợp với thị dục giới, là vì khi một người giữ giới nghiêm trì giới luật thì lúc bây giờ không có tham, lúc bây giờ không có sắc sanh, không trộm cắp, không nói dối, không nói đâm thọc, không nói vô ích. Vân vân, ba giới phần đó nó chỉ phối hợp với tâm thiền dục giới trong trường hợp là nó ngăn các ác pháp. Thí dụ như là chúng ta giữ giới không sát sanh, ba na tí ba ta vê ra ma ni sít ca ba đăng sa ma đi gia mi, khi mà mình vừa phát nguyện giữ giới thì ngay trong khi đó có chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Nhưng mà không phải lúc nào cái tâm bất, lúc nào cái tâm thiện dục giới mà sinh khởi cũng có ba giới phần. Ba giới phần nó thuộc bất định, nhưng mà bất định mà đi riêng. Khi mà chúng ta hành thiền, lúc đó cũng là tâm thiện, nhưng mà tâm thiện không có giới phần.
Rồi kế tiếp đó, ba giới phần này nó chỉ phối hợp với tâm siêu thế trong cái vai trò là chi đạo, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh mạng. Thì cái chánh ngữ, chánh nghĩa, chánh mạng đó nó thuộc ba giới phần. Còn cái tâm đại quả, tâm đại tố cũng như tâm thì sắc giới, thì vô sắc giới, thì hoàn toàn không có ba sở giới phần phối hợp. Bởi không xong rồi. Thôi thì bây giờ cô Nhật Bình qua lấy lại cái bài học tâm sở kỳ trước, chúng ta phát lại cho các Phật tử nghe. Chúng tôi không chịu nổi nữa, mong quý vị Phật tử chúng ta thông cảm. Chúng tôi đang cố gắng để chúng tôi điều chỉnh lại cái sức khỏe để mới tiếp tục, mới có thể tiếp tục hoàn pháp được. Ngày mai chúng tôi cũng phải đi nữa. Xin cảm ơn quý vị, xin phép xin mời cô Nhật Quỳnh gửi bài. Dạ, sa thú rành thai.